cha chương lưu diệm, lạy cha chương lưu diệm. Xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 218. Trong tập này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khán thính giả các nhân chứng ơn lành: chị Cẩm Anh, thành phố Miramar, Florida; bà Động Kim Anh, thành phố Seattle, Washington; chị Mai Nguyễn, thành phố Dallas, Texas. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý khán thính giả đến với chia sẻ ơn lành của chị Cẩm Anh, hiện đang sinh sống tại thành phố Miramar, Florida. Chị có người con trai ham chơi, không lo học hành, nên chị đã cầu xin cha cho con mình chăm học hơn. Lời nguyện xin của chị đã được cha nhận lời. Một người bạn đã tặng cho chị một bức tượng cha để chị có thể cầu nguyện với cha mỗi ngày. Công việc làm ăn của chị đôi khi cũng gặp những rắc rối. Chị cầu xin cha, không lâu sau mọi chuyện được suôn sẻ ngay. Chị tin rằng cha đã phù hộ cho chị. Ngay sau đây xin mời quý khán thính giả đến với chia sẻ của chị. Lòng tin yêu tha thiết con ai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Tên là Cẩm Anh, gia đình ở Florida. Rồi hôm nay đến để cảm tạ cha. Rồi em cũng có thằng con trai, xong rồi giống như nó học, giống như nó không có mê, không có ham học, ham chơi á. Rồi mới nói là thôi cha phù hộ cho con trai con. Thì cái sáng hôm đó thì ngon, rồi thêm có một chị nữa. Chị Minh Đạo chỉ tặng em một cái tượng của cha, rồi em đem về em thờ. Cái mỗi lời nói gì em cứ ra em khấn cha. Khấn cha thì tình cờ hôm đó em đang rửa chén. Rửa chén thì em thấy nguyên một bức hình cha mà nó bự. Bự bằng cái tivi mà chắc bự lắm, bự bằng tivi nhà, nhìn thoáng qua nó ủa sao cha mặc cái áo màu đen. Mình nhìn giống cha lắm, giật mình nói, chứ mới gọi ông xã nó anh ơi, em mới thấy cha, em mới thấy bức hình cha. Rồi cái vậy thôi, xong rồi qua mấy ngày hôm sau thì tối hôm đó cái chị Vân đó là chị cho em thỉnh cái hình cha, cái tượng của chị nói chị thương lắm cái tượng màu đen, chị về tắt tại chị thỉnh. Xong rồi cái chị mới nói chị cho em mượn một đêm thôi, nó dạ cho em mượn một đêm. Thì tối hôm đó chị nói là cha lúc nào cha cũng tự cứ bức tượng đó cha ra với chị, hiện về với chị giống như chị gặp mỗi ngày luôn, chị rất là quý cái bức tượng đó, thì chị cho mượn một đêm. Thì đêm hôm đó em để, thì sáng hôm sau buổi chiều con gái em, hai mẹ con đi đón thằng con trai đi học. Thì cái mẹ đâu có mở tivi, tại đi đón con đâu có mở tivi, đâu có thân tivi, đâu có làm gì. Thì trên đường về đón thằng bé con em thì nó học lớp 7, 14 tuổi. Rồi mẹ ơi, bữa nay con Sion con được 80%. Nó ủa sao hay vậy? Bây giờ con phải lấy phone mẹ con gọi cho ba để ba báo cho ba vui. Nó nói để điện đậu nó được 80% chứ nào giờ sai ảnh hay học cái gì nó hay bị hai lắm chị biết không? Giống như mình hay lo cho con mình là một chuyện. Xong rồi trên đường về đến nhà, cái tụi em mở cửa, ba mẹ con vô nhà. Ở Lam nó hú rồi tivi, cái đài Paris by Night, cái DVD em đâu có dễ mở đâu. Chỉ có má em coi mà bà ngoại không có nhà thì lại tưởng là bà ngoại. Ai chở bà ngoại về ở nhà, Benny, con gái em hỏi, ủa mẹ ơi, mẹ mở đài, nó không, mẹ con đi đón em, mẹ đâu có mở đài làm gì. Rồi cái xong rồi bắt đầu ba mẹ con lại tưởng có ăn trộm, ở Lam nó hú. Rồi bắt đầu ba mẹ con người cầm gậy đi từ từ, nó đi từ từ, đi từng phòng. Rồi gọi, má ơi má, rồi gọi bà ngoại, không có ai hết. Rồi đến thằng con trai em, thì trong phòng nó để thờ cha Diệp cái bức hình nhỏ xíu thôi. Xong rồi cái bắt đầu vô nó ủa mẹ mở đèn phòng con hả, nó không mẹ đâu có mở đèn phòng con. Cái nó ngạc nhiên nó ủa sao mẹ mở đèn phòng con, nó mẹ không có mở. Rồi cái bắt đầu em mới nói thôi được rồi, mẹ biết không có ai, mẹ biết ai vô phòng con rồi, tại cái chị đó chị tặng chị cho em mượn cái bức tượng cha, chị nói là cha linh lắm, là từ cái bức tượng đó là chị gặp cha mấy lần. Thì em thì mới tối hôm đó là qua ngày hôm sau là có chuyện gì.
lúc đó thì mấy mẹ con mới định hình lại là nói là nhà không có ăn trộm vô nhà, thì bắt đầu mới đi set up rồi alarm gắn lại xong rồi tắt. Đó là em biết là chính là cha, tại vì lúc đó chứ ngày hôm trước là em đã thấy cha rồi đó. Rồi sau này trong giấc ngủ á là em cũng thấy cha nữa, thì giống như là mình tin thì mình tin cha. Thì tháng 12 năm ngoái làm bà ngoại là đi chăm cứu mỗi ngày luôn, mỗi tuần. Xong rồi đi đứng không có được, cái em mới nói vậy thôi giờ má khấn cha đi. Cái bà ngoại nói thôi con khấn cho má đi, má không biết khấn. Nói con khấn cho má được nhưng mà quan trọng là mình đó, mình là chính. Xong rồi bây giờ bà ngoại đi cũng ok, cũng với hồi đầu là đi không có được, giống như lớn tuổi thì đau yếu tay chân thì nó bình thường phải không chị. Rồi tiện tùng của tụi em làm ăn á, rồi nhiều khi thợ thầy giống như hiểu lầm hay là này nọ, thì em xin cha thì chưa đầy 24 tiếng đồng hồ là cha cho mình thấy, thì là cha phù hộ cho nó suôn sẻ này nọ. Em tin là có cha. Nhiều khi em đụng cái tượng cha mà em phiêu giống như là phiêu người thiệt luôn á, chứ không phải là cái bức tượng gỗ. Em phiêu được, giống như em thấy nó ấm áp lắm chị. Thành ra là em nghĩ là mình xin là mình có đúng tin. Lòng con thon thơ, lời con kêu khấn, tâm hồn con tin tưởng Cha Phanxicô. Cha Phanxicô, Cha Phanxicô, xin hãy lắng nghe, xin hãy soi thương. Bà Đổng Kim Anh hiện đang cư ngụ tại thành phố Seattle, Washington. Bà xem trên YouTube và biết được có văn phòng của cha trên đường Euclid thuộc thành phố Garden Grove, California, nên đã đến để cầu nguyện với cha. Bà có một căn nhà muốn bán, nhưng rất nhiều người đến coi mà không ai muốn mua. Thấy việc bán nhà khó khăn quá, nên bà cầu xin với cha. Thật lạ, chỉ một thời gian ngắn sau khi cầu nguyện với cha, bà đã bán được nhà và còn giải quyết được chuyện gia đình ổn thỏa. Hôm nay bà đến để cảm tạ cha và chia sẻ ơn lành để làm nhân chứng cho cha. Tôi tên là Đổng Kim Anh, sống tại thành phố Seattle, Washington. Bữa qua bên đây là sự bất ngờ. Tại trên đường đi tôi gian giái hoài, tại tôi coi trên iPad á, tôi thấy giới thiệu cha là cha ở trên ở tiểu bang này. Và trong đường đi tôi giái cha, dẫn đi đến gặp cha để tạ ơn cha. Là như thế này, năm tôi qua năm 2015, lúc đó qua đây cũng mới qua, cũng chưa có biết cái gì. Rồi xong rồi tôi mới mua căn nhà với ông anh hợp tác với ông mua, nhưng mà trong quá trình sống thì tôi không có thể nào hợp nổi đó. Rồi tôi mới đi về Việt Nam trước, tôi về trước tôi mới để cái nhà lại cho con gái tôi, thì còn để bán rồi cho nó xong việc gia đình vậy đó. Mà nói thiệt cho cô, chân ướt chân giáo, cô không biết sao mà bán được cái nhà. Mua thì dễ mà bán thì rất là khó. Thì tôi đi về Việt Nam được 3 tháng rồi tôi quay lại, thì tôi cũng chưa có bán được nhà nữa. Thì trong một tháng ở lại thành phố Seattle, tôi quay về rồi tôi ở được 1 tháng nữa. Tại vì lúc đó gia đình tôi có ông chồng tôi bị mổ đầu đó, nên ra tôi qua đây 1 tháng thôi. Rồi tôi trong vòng một tháng trời chưa nghe bán nhà, tôi cũng lo lắm. Tại vì tôi đi về nữa, tôi về để lo cho cha nó nữa. Tôi giái cha có linh thiêng, cha phù hộ cho con gái tôi nó kiếm được khách mua. Mình giái trong bụng mà lúc đó con tôi lại nó cũng gặp những cái khó khăn riêng của nó nữa. Nó cũng mệt mỏi, nó nói vậy, con cũng mệt quá. Dù cái nhà này làm cho con quá mệt. Tôi giái cha quá tự nhiên khiến bao nhiêu người đến coi mà đi hết, người nào cũng bác hết. Đó rồi xong tự nhiên giái quá trời thì có ông đến coi cái ông bắt sữa này sữa kia. Tôi mới nói thôi, ôi cha mà ơn cha cho bán được cái giái ông lòng mà cho bán được căn nhà cho cái ông này đi, ông đừng có điều kiện mua đó. Mà ông cứ chê tới chê lui tôi cũng nản quá. Xong rồi con gái tôi cũng ráng cố gắng, ông hỏi gì là phải đáp yêu cầu hết, sửa chữa là cho ông hết đó. Tự nhiên ông đồng ý luôn, cô đồng ý một cách đơn giản, mà ông không có nói giá bao nhiêu là ông mua nhiều, ông không có bớt. Chứ người ta bớt người ta đòi kè càng ông, mà lúc đầu thì ông vô ông rất khó, nhưng mà cuối cùng thì ông lại rất dễ. Nó mới má rồi cũng về nó mừng quá, nó mới ông này sao ông đòi, ông đồng ý rồi, ông ký giấy tờ hết rồi,
đó là cái ơn mà cha tôi và cha tôi có. Tại vì có hôm trước khi tôi qua Việt Nam á, thì tôi có xuống ở dưới Cà Mau, ở Bạc Liêu, tôi cũng đi xuống thăm cha, cũng lễ cha ở dưới Bạc Liêu. Rồi mà tôi cũng đứng, tôi sẽ quan sát, tôi thấy chầu sân người ta đi đông quá, rồi người ta cũng tin tưởng, người ta kể cho mình nghe vậy đó. Mình thì bản thân tôi thì tôi thấy được cha tôi cho tôi cái ơn bán được căn nhà để giải quyết nhiều công chuyện gia đình. Còn cũng thấy được chân ướt chân ráo quá. Dạ, mới năm rồi đó. Tại vì tôi cũng mới biết cha sau này thôi. 3 năm nay à. Mới đây thôi. Rồi tôi mới nghe cha nói vậy, nghe mấy người ta đi á, người ta nói. Rồi tôi mới đi xuống ngay Cà Mau. Tôi thấy do cái đức tin của mình đó. Đức tin của mình. Mình đang gặp khó khăn. Nhưng mà mình tin, mình cầu nguyện, mình có dịp á, thì tôi cũng nói thật con, ngày nào tôi cũng mở cái iPad á, tôi nghe bài thánh ca của cha Trương Bùi Diệp đó, của hai ông tác giả Hà Nguyên Sinh và Vũ Đình Ân á, đó là cái bài mà rất mới, tôi nghe trong iPad nói tôi gì, iPad nó cho mình biết vậy, tôi thích, rất là thích, đó, từ đó tôi nghe hoài, ngày nào tôi cũng mở iPad tôi nghe. Hỡi ai nặng nề đôi vai, hỡi ai buồn sầu đớn đau, hãy đến nguyện cầu với cha, sầu muộn sẽ trôi qua, được bình an trong tâm. Chị Mai Nguyễn hiện là cư dân của thành phố Dallas, Texas. Vào năm 2008, sau khi đi khám bệnh, bác sĩ nghi chị bị cancer. Chị rất hoang mang. Chị cầu xin cha cứu giúp. Sau 3 tháng kiểm tra lại, bác sĩ báo tin vui với chị là cancer đã không còn. Chồng của chị bị mất việc, một người chị đã cầu xin cha cho anh và anh đã tìm được công việc. Kể từ đó, chị Mai rất tin vào cha. Hôm nay có dịp đến Cali, chị đã tìm tới văn phòng của cha để cảm tạ cha. Chị chia sẻ: hãy luôn tin tưởng, phó thác, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào sẽ tìm thấy được bình an. Dạ Nguyễn Phương Mai ạ, dạ ở Dallas anh. Hồi lúc 2008 đó mình quyết định retire, thế xong rồi có 3 ngày sau bà bác sĩ ở San Francisco chỗ mình làm, bà báo là chết rồi Mai ơi, mày về mày phải check với bác sĩ, tại vì tao nghĩ là phải bị cancer. Khi em phải em chỗ mới như retire có 3 ngày, hóa ra bị vậy mà một tuần sau thì em đi về Dallas. Thế em mới bảo chứ thôi bây giờ có check ở California thì cũng không nhằn ấy, thôi để em về Dallas đây là tính. Thế để em về thì anh đưa ông em tài chồng em transfer về Dallas ở. Thế em phải nói thôi bây giờ mình mới về đây, mới về thai có 3 ngày mà nghe tin này do biết sao. Thế thì trước khi em đi cái em desperate gọi em nói thôi trai Chúa giúp em, chứ giờ em mới về mà em bị này đi. Hay là em đi anh đi bác sĩ xong rồi anh đưa em cho họ check đủ thứ cho em. Thì mấy tháng sau nó bảo thôi không sao thì chị Mai bây giờ nó clear hết rồi. Mấy tháng sau lúc mà bạn em nó check cho em cái check của counselor này, cái 6 tháng sau nó bảo thôi chị Mai em nghĩ là chắc ok, nhưng mà thôi bây giờ nếu mà chắc ăn thì cứ 6 tháng là em check lại cho chị. Nhưng mà từ đó giờ thì cũng hơn 8 năm rồi anh. Ồ trước đó thì anh biết thì cũng có lần chị em á, vợ chồng em ông bị mất job, thì chị em là cái người mà giới thiệu cha để cho em biết. Chị bảo thôi Mai ơi, Hương xin cho Tuấn nó được job đó. Thành Hương chỉ nói cho Mai biết thôi. Đấy, thì chồng em dĩ nhiên vì sao cũng được job. Thành từ đó em mới biết, em tin cha. Thì thật sự em biết, em không biết là trong người em có cái gì, nhưng mà tới giờ này nó mỗi lần em thử, thật sự nó cũng là a level of abnormal. Nhưng mà bác sĩ của em bây giờ vẫn theo dõi, nhưng mà nói là abnormal nhưng mà không phải là cancerous. Yeah. Nhiều khi anh biết cũng có nhiều chuyện nhỏ nhỏ hơn mà em cũng cầu, xong nhưng mà em vừa cầu mà em vừa nghĩ trời ơi sao mình kỳ, cứ cái chuyện gì tí 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 cũng cầu. Thành ra em cũng nghĩ thôi được, con cố khi nào chuyện nào serious con mới cầu. Anh phải tin tưởng, anh biết anh tin tưởng, xong rồi anh nghĩ nếu mà có không có được như là mình nghĩ đi chăng nữa thì chắc là chú với cha là có một cái plan khác cho mình. Thì em nghĩ cái đó mình làm như vậy đó để nó tốt cho mình, anh biết không? À, được cũng thì tốt, nhưng mà không được thì chắc cũng có một cái plan gì khác cao siêu hơn mà em không biết, thì em không có bớt lo. Mà khi mà em bớt lo thì cái gì nó xảy ra thì em cũng ok. Các câu chuyện ân lành vừa kể được Trương Bùi Diệp Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó,
Các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Tiếp nối chương trình là phần thông báo. Chương trình Ơn Cha Diệp đang được phát thường xuyên trên YouTube, Facebook và trên website truongbuodiep.org. Những ai không xem được trên online, xin gọi cho chúng tôi để nhận DVD Ơn Cha Diệp miễn phí. Báo ơn lành. Báo ơn lành kỳ sau sẽ mở chuyên đề Cha Diệp với ngành nail để ghi lại những ơn lành Cha Diệp dành cho người làm nail. Quý khách muốn chia sẻ, xin liên lạc với văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 714-537-8159 hoặc 714-362-6608. Kể từ tháng 1 năm 2018, Báo ơn lành bản tiếng Anh sẽ phát hành online mỗi tháng hoàn toàn miễn phí. Quý khách muốn ghi danh, nhận báo qua email, xin email về info@truongbuodiep.org hoặc nhắn tin qua phone về 797979 với tin nhắn là BOLEO, Báo ơn lành English Online. Quý khách muốn nhận báo ơn lành tiếng Việt gửi qua email, vui lòng email về info@truongbuodiep.org hoặc nhắn tin qua phone về 797979 với tin nhắn là BOLVO, Báo ơn lành Vietnamese Online. Quý khách muốn nhận báo ơn lành tiếng Việt gửi về tận nhà miễn phí, vui lòng email về info@truongbuodiep.org hoặc nhắn tin qua phone về 797979 với tin nhắn là BOLVP, Báo ơn lành Vietnamese Post. Truyền hình trực tiếp buổi cầu nguyện. Trương Bửu Diệp Foundation sẽ truyền hình trực tiếp buổi cầu nguyện vào thứ năm đầu tháng trên YouTube, Facebook và trên website của hội. Kể từ tháng 11 năm 2017, Trương Bửu Diệp Foundation mở phòng cầu nguyện live với cha Trương Bửu Diệp vào tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm giờ California. Chương trình này dành cho người có thẻ thăm viếng. Cách xem trực tiếp buổi cầu nguyện hàng tháng và cách vào phòng cầu nguyện live được hướng dẫn cụ thể trên báo ơn lành số 66 và 68. Quý vị nào gặp trở ngại xin gọi cho chúng tôi để được hướng dẫn Ban Kỹ thuật Trương Bửu Diệp Foundation. Nhận tin tức của hội qua điện thoại di động, cell phone. Quý khách muốn nhận được tin qua điện thoại di động về các sự kiện, giờ giấc sinh hoạt, buổi cầu nguyện, các thông báo và tin tức mới nhất của Trương Bửu Diệp Foundation, xin ghi danh bằng cách gửi tin có nội dung TBGF rồi gửi đến số 797979. Cầu nguyện với cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối thứ năm, ngày 4 tháng 1 sẽ có buổi cầu nguyện chung với cha Diệp. Mừng năm mới và mừng sinh nhật cha. Kính mời quý ông bà, cô bác, anh chị em đến tham dự. Người ở xa có thể theo dõi trực tiếp cùng hiệp thông cầu nguyện trên YouTube, Facebook và website của hội truongbuodiep.org. Ghi danh cư ngụ trong làng cha Diệp. Những người có nhu cầu muốn ghi danh cư ngụ trong làng cha Diệp có thể đến nhận phiếu tại văn phòng. Quý vị ở xa xin vào website truongbuodiep.org để download phiếu ghi danh hoặc gọi cho chúng tôi để được hướng dẫn. Chương trình phục vụ cho cộng đồng mang tên Nghĩa Tử, Nghĩa Tận và đặt hình người thân đã qua đời. Mọi chi tiết xin liên lạc về văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, số 14231 đường Euclid, thành phố Golden Grove, California, 92843. Điện thoại 714-537-8159 hoặc 714-362-6608. Xin khấn qua điện thoại. Quý ông bà, anh chị em ở xa, không có điều kiện đến nhà thăm viếng, có thể để lại lời khấn vào số phone 714-702-5129. Lời khấn qua số phone này sẽ được phát để cha Diệp nghe vào buổi tối hàng ngày.
Để giúp cho buổi dịp Ferguson duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha dịp, xin quý vị chọn các cách sau đây. Cách thứ nhất, xem các chương trình ơn cha dịp của chương buổi dịp Ferguson trên YouTube mỗi ngày. Càng có nhiều người vào xem, thì hội sẽ có thêm ngân sách để duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha. Cách thứ hai, nếu thường mua hàng online trên Amazon, xin quý vị vào website www.smile.amazon.com và chọn Non-Profit Organization là chương buổi dịp Foundation. Cách thứ ba, mỗi khi có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden và Brookhurst, thành phố Westminster, xin đọc số 123 tại quầy thu ngân. 12 tháng 3 là ngày giỗ cha dịp. Quý vị cũng có thể xem trên website, Facebook và báo ơn lành của chương biểu diệp Foundation để biết thêm các thông tin cần thiết khác. Chương trình truyền hình ơn cha dịp tập 218 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha chương bưu diệm, lạy Cha chương bưu diệm.